Mai Linh ơi, em đã bao giờ mà được đứng trên một cái đỉnh núi mà mây nó vườn ở dưới chân mình chưa? Anh đó nói về những cái chuyến săn mây đúng không ạ? Ừ, đúng em rồi. Em thì từng đi Tà Xùa thì ở đấy tuyệt vời lắm ấy ạ. À, vậy thì hôm nay anh sẽ cho em lên một cái đỉnh mà nó săn mây cũng rất là tuyệt vời. Vậy ạ, tuyệt vời quá. Thế thì mình phải đi thôi ạ. Vậy hai anh em mình cùng đi nhá. Vâng. Thật sự là đường rất là khó, đi được cả tiếng đồng hồ thì đấy là cái thử thách của anh em mình. Và chuẩn bị một đoạn nữa thì em sẽ thấy được cái sự bất ngờ, những khung cảnh nó đẹp mà nó rất là hùng vĩ, gần gũi từ thiên nhiên ban tặng. Đôi Ba Chúa Hích, một tuyệt tác của thiên nhiên, thuộc xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, giáp danh với xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy. Đây là một quần thể di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh có giá trị, là nơi lưu giấu sự kiện lịch sử và hội tụ phong cảnh thiên nhiên huyền ảo, kỳ vĩ. Wow, khung cảnh ở đây đẹp quá anh ạ. Anh ơi, tại sao ở đây lại có tên là đồi Bà Chúa Hích ạ? Thì tương truyền Bà Chúa Hích là người dân thôn đồi, người Mường ấy. Thì thời loạn lạc thì bà đưa người dân thôn đồi chạy lên đây làm ăn sinh tồn ở trên đây. Thì cũng từ đấy thì ở đây người ta có cái câu chuyện cổ tích của Bà Chúa Hích. Đối với Bà Chúa thì người dân ở đây ấy thì để nhớ ơn thì là cứ ngày mùng 7 tháng Giêng âm ấy thì là thôn bản sẽ tổ chức là lễ hội và dâng hương thắp hương cho bà. Hiện tại thì rất nhiều thanh niên rất thích về cái đồi Bà Chúa Hích. Thì rất nhiều người gọi tắt là gọi là đồi Hích. Là như vậy thì cứ ai mà về đây thì vui chơi, thứ nhất là không khí trong lành, rất dễ hòa quyện vào thiên nhiên. À, cái thứ hai nữa thì được săn mây này, được chơi những trò chơi dân gian như là có kéo co này rồi là thả diều, rất là hay và thú vị. Wow, em nghe đến lễ hội là em đã thấy thú vị rồi. Mình lại vừa được cầu may này mà lại được tham gia rất là nhiều hoạt động và trò chơi. Ừ. Chắc chắn là vào ngày lễ đấy thì em sẽ cùng các bạn em quay trở lại một lần nữa. Ok, đến ngày đấy thì anh sẽ luôn sẵn sàng chào đón mọi người và sẽ tạo điều kiện giúp đỡ mọi người để được tham gia lễ hội vào đúng ngày 7 tháng Giêng. Cắm trại qua đêm tại đồi Hích là trải nghiệm cực kỳ yomos mà bạn nhất định phải thử một lần. Bên ánh lửa bập bùng, cùng nghe tiếng côn trùng rả rích đêm khuya sẽ là cảm giác mà bạn không bao giờ quên. Ồ, em dậy rồi à? Ừ, ngồi đây uống nước lành này. Vào tối ngủ có ngon không? Được cái là thời tiết nó rất là mát mẻ nên là tối qua em ngủ rất là ngon ạ. Vì là trên đây ấy thì nó là hoàn toàn ở thiên nhiên nên là chắc là anh nghĩ tối qua là em sẽ kiểu lạ chỗ ấy thì sẽ ngủ không ngon. Mà như em nói thì tuyệt vời rồi. Thế anh đang làm gì đấy ạ? Anh dậy sớm hơn để đi vào rừng đi chặt cây ống rừng ấy để đun nước. Em có muốn thưởng thức nước chè rừng mà hôm nay anh làm để chuẩn bị cho em không? À, có. Cái này để dùng để làm gì ấy ạ? Cái này thì là tác dụng của nó là cái ly để đựng nước trà. Thì sẵn sàng chuẩn bị cho hai anh em mình một đôi ly bằng cây rừng. Đây, nước sôi rồi đây. Anh em mình sẽ uống nước trà. Đây, phần của em đây. Em cảm ơn. Mùi rất là thơm ạ. Nó rất là đặc biệt và lạ. Tuy không được săn mây và ngắm bình minh trên đồi Hích như kế hoạch, nhưng chuyến đi đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chắc chắn tôi sẽ cùng bạn bè quay trở lại đồi Bà Chúa Hích để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt diệu giữa đất và trời.